Là tôi thấy nha, mấy bà sấn sư sấn vô thầy tôi thấy phải ghét á. Đừng chạm thầy, chạm gì chạm vô đụng mới được có sức khỏe đó, tôi không biết làm sao đó. Người dân mình không hiểu biết nên có ôm chụp ảnh, rồi chụp ảnh nữa, chưa nói vấn đề chụp ảnh nữa. Đức Phật là trong khi Đức là đại kỵ cái vấn đề chụp ảnh, nhưng mà tại vì ngài đâu có phải là từ chối được. Quý vị không hiểu cái tâm trạng của ngài. Có nhiều người hỏi tại sao mà người ta chụp ảnh ổng không chịu. Không phải, tại vì ngài Minh Tuệ ông trở thành một Đức Phật rồi, bây giờ ai muốn làm gì đó làm, ông bất lực bất tòng tâm. Nếu mà không cho người ta làm điều đó thì nói ông này tu gì kỳ vậy? Nên trở thành Đức Phật sao cái thiện mỹ nó kỳ. Một cái điều rất là khó, cho nên bằng cách thôi thầy ẩn tiếp thôi, cháy mấy mẹ ngồi lên trong hành đúng lệ Phật, chân Phật tử phải bỏ dép, đúng, phải bỏ dép trong vấn đề, phải cung kính, phải cúi đầu, phải cung kính, dâng lên cho những người người ta khất thực cho mình. Có nhiều người đi vô khất thực đó quý vị biết không, đi lo đang bu lại không à, chứ ở nhà mà vô tình các thầy khác các thầy không có gì ăn hết trơn, gói mì cũng không biết nữa. Bây giờ tôi đã nói rồi, bây giờ các bà cứ ngồi ở ngay ở nhà đó, cái ngày đó thầy đi ngang cái đường đó, tất cả nguyên cái chuyến đường nó ăn chay cho tôi, nguyên cái tỉnh ăn chay ngày đó cũng không có sao chân. Rồi vô tình ngày khác khất thực ở đâu cũng có đồ chay để cho ngài. Đi lo chạy theo thầy không mà, ở sớm vậy mà ghét khất thực đâu có đồ ăn. Có đồ ăn gì không, không chạy ra chợ mua đồ ăn chay đem. Cái đó là nó không có lòng từ bi. Từ bi là chính tay mình làm cho một một cái vị khất sĩ á, một cái món đồ đó là lòng từ bi của mình. Còn mình đi mua mà nó bình thường, hiểu không? Chạy đi mua. Số đông vô minh nên bị thành phần phá hoại gây lộn xộn. Mọi người không ý thức, không ý thức như vậy đó. Xảy đến chuyện cái đầu quay qua nói mấy má ngồi trên đó biết còn què gì đi chửi người ta. Rồi mấy cái thằng YouTuber. Và tôi nói thẳng với quý vị, nếu mà không có YouTube á, làm sao mình biết được những cái thông tin như thật sự như thế này. YouTube người ta rất là có ý thức, nhưng mà tại vì mấy bà không có ý thức, mấy bà chạy theo. Tại vì YouTube quay theo là buộc lòng họ phải quay rồi. Mấy bà nắm cái địa chỉ, nắm tình hình rồi mấy bà chạy theo. Tôi quỳ tôi lại mấy bà. Mấy bà đừng có lại ngài Minh Tuệ. Mấy bà ngồi yên tôi lại mấy bà. Cho mấy bà đừng có lại ngài Minh Tuệ như vậy. Các thầy không thấy nữa, rồi em chỉ biết khóc thôi. Theo ám. Rồi cái con mẹ Kim Anh đó, ở nhà lo làm đi. Xồn xồn chạy ra 200-300 cây số ra ngồi đó vô nằm dạ. Quý vị nghĩ đi, tôi đã nói rồi, các anh các chị phải có ý thức. Trong khi người ta đi trong những cái chuyến bộ hành, người ta phải có những cái riêng tư của người ta. Thí dụ đi trong tâm của mình phải đi, phải có cái chữ niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, để cho con người mình nó khỏe, nó nhẹ nhàng, hiểu không? Mấy bà chạy theo như vậy rồi cái tâm tư của mình á, nó đâu có xốn vào để niệm cái chữ A Di Đà Phật đâu, hiểu không? Còn cái thứ hai nữa, khách khứa mà lợi nhà cái kiểu đó, mà cỡ như nhà cha mẹ ngài Thích Minh Tuệ mà lợi đó, tôi hỏi quý vị, nó leo rào nó vô đó, nó ngồi đó nằm dạ như cái con Kim Anh, nó vô đó ngồi bắt người ta tiếp vậy. Cái thứ vô học, mình biết nghĩ cho bản thân mình không biết nghĩ cho người ta, vậy mình tu chưa? Mình phải lấy cái trường hợp của mình, trời ơi, mình mà khách đông gì sao mình tiếp nổi ta. Mình phải lấy mình để làm cái chuẩn để suy nghĩ cho người khác, đặt người khác là mình thì mình nghĩ như thế nào. Lên đó trong khi cha mẹ người ta già, lớn tuổi, anh em người ta còn phải đi làm, ai mà ngồi đó mà tiếp ông bà hoài vậy? Hả? Còn muốn đi tu thì muốn đi đâu đó đi, đi đâu cũng được. Nhà của tôi, tại vì nhà cha mẹ của thầy là cái người từ bi mà quý vị, không lẽ giờ nói nặng lẽ đuổi, nhưng mà trong tâm họ rất là khó chịu. Họ chỉ dây quanh đi đái không được, đi ỉa không được, đi ngủ không được, ngồi tiếp hoài vậy à. Người ta lớn tuổi rồi, hiểu không? Hôm qua tôi đã cảnh báo rồi, tôi nói đây nè, cái đà này là chắc chắn từ đây tới tối tới chiều thầy ẩn nấp tiếp. Chào em gái, dạ cảm ơn, ở nhà nghe kinh. Đúng, chưa có hiểu cái hạnh, chưa có hiểu được cái chân kinh, mình hiểu sơ thôi, rồi mình hả đi thực hành, hiểu không? Đi theo thầy, rồi bắt đầu đi theo quay mấy thầy, mấy bà núp 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 ra, nhiều khi ông thầy cũng đi đái không được, lấy cái chai đi đái không được.
Sao mấy bà, sao mà cái hạnh duyên với bà, sao nó mất cái hạnh cái duyên quá vậy? Nó mất đi cái hạnh, nó mất đi sự từ bi, nó mất đi sự cung kính. Mà ở đó tôi đi đảnh lễ thầy sao? Vô ý thức nói ra lì lợm như con bò con trâu mà nói. Đã có giữ được giới không mà sánh giới thần với Phật, không có giữ được cái giới nào hết trơn. Nhiều khi sáng đi chiều về vô khách sạn chơi bồ, chơi chồng, chơi con, rồi cái sự ô uế đó làm sao được quý vị, hiểu không? Nó ô uế là vợ chồng mình quan hệ sống nhau nó bình thường, nó không ô uế, mà trai trên gái dưới nó mới ô uế. Hôm nay em đổi tên khác à, chắc bọn thiếu não đánh. Trời ơi, đánh sập em hôm cái bên bên Thoại Nhân bên kia là em bị dựng cờ nữa đó, dựng cờ nữa. Lụm con mẹ, tôi không biết cái con mẹ đó, cảm ơn quý vị rất là nhiều, tôi không biết cái con mẹ đó là gì. Quý vị gọi vào màn hình cho Thoại Nhân để nó cắm cờ nữa đó. Vô ý thức, vô ý thức lắm quý vị. Tự nhiên nghe nói thầy, nói thật, nghe nói thầy về Gia Lai, bản thân cá nhân tôi nha, trời ơi, mình cầu xin cho thầy được mạnh khỏe, được bình an. Tôi chỉ cầu mong cho thầy được bình an và tất cả các tăng đoàn, tất cả các anh em gọi là trong đi bộ hành đó, đi bộ hành cùng thầy được rất nhiều sức khỏe, để đừng bao giờ dừng lại con đường tu tập, hãy cố gắng lên. Mình cầu nguyện cho họ, chứ ở đâu mà đi chạy ra đó, nắng no gần chết. Bây giờ nè, hôm qua thầy ẩn núp, bữa nay vẫn còn ngồi ở trước nhà thầy nằm dạ để gặp thầy. Bởi vì á, em nói với bà con của bác, đâu phải con đường mà trở thành một đức Phật đâu phải là chuyện đơn giản, nó khó lắm. Nội mình dây quanh cái đó là gọi là tiểu yêu đó, tiểu yêu từng cái dương quốc họ đến họ phá thầy, họ phá thầy. Rồi tất cả nè, chưa nói cái tiểu yêu từng dương quốc tới nữa, còn nhiều thứ khác nữa. Kiếp nạn của thầy nó trùng trùng điệp điệp, mà khi nào bây giờ không ai mà khống chế nổi cái lòng cung kính của họ. Cái cung kính là tôi biết, cái cung kính tôi biết, mấy bà cung kính tôi cũng cung kính vậy, mấy bà yêu thương thầy tôi cũng thương thương thầy vậy, yêu thương. Nhưng mà cái tình yêu thương của mỗi con người nó khác nhau, và cái giá trị nó khác nhau. Không phải các bà yêu thương mà luôn luôn lúc nào cũng làm phi người khác là mấy bà yêu thương. Mấy ông yêu thương, mình yêu thương người ta, mình sợ người ta phiền, mình né, rồi cứ chạy đi ra đó là làm gì, rồi gặp thầy về mấy bà làm giàu không hả? Bạn nói đúng quá, mọi người nên thấy thầy tu, cả thế giới mới có một thầy. Hôm qua tôi nói rồi thì tôi nói chút xíu là xuống là tôi có tin liền. Tôi có đoán sẽ trốn từ lúc ẩn tu lần đầu rồi. Tại vì quý vị nên nhớ kỹ nha, hai lần xuất hiện của cái con nữ đó là con nữ từ quốc dương nào về đó. Con nữ đó là hai lần xuất hiện đó là thầy đều ẩn núp hết. Ẩn núp hết. Chúng ta phàm phu nhỏ bé lắm, chụp ảnh, chụp chung. Mà hỏi cho quý vị nha, nhiều khi tôi nói thật với mấy bà đó nha, mấy bà chính mấy bà mấy ông là người hại thầy. Bây giờ ông làm tất cả cái bộ hành pháp đó để khống chế lại cái lũ ma tà ở xã hội này, ngài đang khống chế đó. Quỷ ma lại có phá ngài như thế nào, quá rối như thế nào, hàng trăm cái điện thoại chĩa vào mặt của thầy chụp hình. Cái thứ nó, tôi nói thật quý vị, cái thứ đó là cái thứ vô hạnh vô đức, cái thứ đó không giá trị của tu tập, đừng có gặp thầy nữa. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đừng có gặp thầy nữa. Cái đó là đi làm gì? Đâu phải là đi cung kính, đi tò mò, đi rình rập á, đi chụp hình á. Chứ cung kính gì? Cung kính ngồi ở nhà, cung kính để cho thầy, để đi đúng cái bộ hành đi. Thầy đã trở thành đi rồi, tha hồ mấy bà đã ở đó, mấy bà gặp thầy. Mấy bà đủ duyên, đủ hạnh mấy bà gặp. Tôi nói thật với mấy bà, tôi tuyên bố với mấy bà nè, thầy biết hết, ngài biết hết chuyện gì đã xảy ra. Mà cái nơi nào á, tại vì khi mà họ tu tới cái cảnh giới đó rồi, họ có một cái cảm nó rất là chuẩn, một cái cảm biến giống như cảm biến của điện từ, hay lắm, biết cái điều gì đã xảy ra trước mắt mình. Cho nên ngài biết cái thằng này nè, nó tu thật, thằng này nó tu giả, ngài biết hết. Cho nên ngài triệu tập có những người đồ đệ, được 12 đồ đệ,
72 người mà được 12 đồ đệ mà còn lọc lại lần nữa nha quý vị, là sẽ đi theo thầy đó, tất cả các huynh đệ đó sẽ theo thầy. Hôm qua vừa rồi là đi theo thầy đó. Tự tu mà tìm công đức. Con người bây giờ công đức ai cho mình? Thầy không mang cho cái công đức đến cho mình, mà thầy cũng không có giá họa cho mình. Thầy không có làm cái điều giá họa đến cho ai cả. Cái công đức là do mình tạo, hiểu không quý vị? Quý vị là cái người tạo ra cái công đức đó. Mấy con người chúng ta là biết phục đức mấy có đức, mà con người ta đi cái đức không ai cho mình hết trơn. Có thể tôi cho các bạn, có thể các bạn lừa tôi đôi ba tỷ đồng, lừa hết tất cả các gian sang tài sản của tất cả mọi người, nhưng cái đức không ai cho quý vị cả. Đức là tự mình phải trao dồi cho mình có cái đức. Cái đức là nó phải có cái trí, mà trí mà không có trí thì lấy đâu ra đức? Có trí mình mới làm được phục đức chứ, đúng không? Thầy không được tự do, không có ý thức, không có ý thức. Chào em gái, em chào Bảo Trinh, chào tất cả quý vị. Ngồi mà nói thật với quý vị, mà tôi nghe, tôi đã cái thông tin tôi nghe nói thầy đã ẩn rồi là tôi nói rồi, tôi nói đã nói chính xác 100%. Tôi hôm qua tôi tuyên bố 100% là cái kiểu này là thầy ẩn nữa. Bù đông quá trời mà. Tưởng đâu cái sự việc xảy ra đó là cái kinh nghiệm, đúng không quý vị? Cái kinh nghiệm quá trời vậy, kinh nghiệm ai vậy còn dữ hơn nữa. Cái được gọi là cái gì, người ta thường gọi là cái thứ lì, cái thứ lỗ tay cây đó. Cái đó kiểu mà chửi á, gọi là lỗ tay cây đó. Tưởng đâu cái chuyện vừa rồi, trong cái chuyến bộ hành vừa rồi, quá trời người họ chạy theo, mình tưởng đâu lần này chắc chắn mọi người có ý thức, mà về còn hơn nữa. Giống như là thầy trở lại, mấy bà làm lợi hại hơn xưa nữa. Mấy bà, mấy ông ác quá, làm cho tất cả những người họ ở nhà, họ ngồi ở nhà, họ thất thỏm, họ lo lắng. Nhưng mà tôi khẳng định một điều, thầy sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà thầy không muốn gặp ai nữa, tại vì gặp người này phải gặp người kia. Cái lời nói nó truyền nhau, nó truyền sẽ gặp, cho nên thầy ẩn. Với hai nữa, vào cái mùa ăn cư kiết hạ rồi, phải ẩn trong vòng 3 tháng sau tính sao. Thầy khổ lắm, chứ đừng có nói mà không khổ gì. Chứ Đức Phật là người muôn vạn chúng sanh, quý vị thấy. Thầy quý vị thấy cái ngày ngày Thích Minh Tuệ giờ, quý vị thấy Đức Phật khổ chứ. Đụng cái Nam Mô Di Đà Phật, Phật ơi Phật ở đâu, Phật ở đâu, thì y chang vậy đó. Hễ mà làm cái diện chút cũng kêu Phật, đi đâu té ăn cái cũng ghéo Phật, làm cái diện chút xíu cũng ghéo Phật. Tự nhiên cái gì cũng kêu Phật, mà ăn không có ghéo Phật. Ăn không có ghéo Phật. Có chuyện giá hoại, tự nhiên cái Phật của mình, Phật trong lòng mình mà. Phật thì trong lòng của tất cả muôn vạn chúng sanh cung kính mà. Đụng cái Phật làm phiền Phật, thì giống như vừa rồi những cái bài mà tôi là nói với quý vị nhiều lần rồi đó. Mình là cung kính Phật thì mình đừng bao giờ làm phiền Phật. Vậy với mấy bà cung kính Ngài Thích Minh Tuệ, Ngài Thích Minh Tuệ chúng ta xem là Phật, nhưng tại sao mấy bà lại làm phiền? Thì mấy bà có cung kính chưa? Tự nhiên cái Phật mình cái tự nhiên làm phiền. Giờ cha mẹ ông bà của mấy bà, mấy bà mà làm phiền gì mấy bà chịu không? Chịu không? Con của người ta như vậy, ông bà tuy nhiên người ta không nói, nhưng thật chất mấy bà làm quá rác. Nhưng thật sự tôi nghĩ rằng, quý vị nghĩ đi, Ngài Thích Minh Tuệ không đi đâu cả, mà bắt đầu trong những ngày sắp tới, đùng một cái quý vị thấy chừng ổng ở trên trên núi ông Két, ở vùng bảy núi đó. Sao không thấy toàn mấy bà cô chứ nhào nhào, nhào vô không mà quý vị, lắm muốn ăn thịt ổng vậy. Quỷ mà nói đàng hoàng, nói đúng thì không thích nghe vậy chứ mấy cái con tào lao. Nói tử tế, nói đàng hoàng không có nghe. Người ta đã tha thiết, người ta đã nói rồi, tất cả mọi người được quyền cung kính thầy, nhưng mà các anh các chị đứng dài tại dọc đường đi ngang đảnh lễ gì cũng được, có nhào vô làm chi vậy? Nói nó tức, quyền nó tức, nó tức, tôi nói tức hai lần rồi, tôi tức. Tôi nói với bà, tôi nói một lần này nữa nè, một lần nữa nữa nha, là ba lần á. Hai lần rồi, hãy thấy con nữ đó là bắt đầu là thầy trốn. Nữ Kim Anh đó. Kim Anh ơi dị dàng đau thương, má ngỡ trôi theo dòng nước chảy. Đó Kim Anh đó, Kim Anh đó nó tàn nhẫn đó quý vị. Hãy mà thầy cái sự xuất hiện đó là thầy trốn mất tiêu. Thầy đi ẩn tu rồi mà còn bu, bu vô đó. Tôi biết bu vô để làm gì. Giờ đi lại cái chỗ mà cái trại của thầy ngồi đó, giờ nằm dạ đó. Nằm dạ lấy cái hơi của thầy đem về để cho nó khỏe. Tôi không biết mà cái sự vô minh của mấy bà, tôi không biết chừng nào mấy ông mấy bà mà được có cái trí tính, được cái huệ nhãn. Khi đã có thật sự cái chân lý rồi, ai cũng tranh giành theo để nhìn cái chân lý nó là cái gì.
cũng giống như con hổ vậy đó quý vị. Trí khôn là gì vậy đó? Giống như con hổ, quý vị có thấy cái câu chuyện mà ai cũng đã học qua biết là trí khôn là gì không? Một con hổ đó, nó hỏi cái người nông dân đó, tại sao mà hỏi con trâu, tại sao mà anh nhỏ bé như thế này, ý tại sao anh to như thế này, mà cái bác nông dân bắt nhỏ như vậy, mà bắt điều khiển anh được, bắt đánh anh được, đủ thứ chứ. Con hổ nó nói với con trâu, con trâu nó nói rằng, con người ta nhỏ, người con người họ nhỏ nhưng mà người có trí khôn. Người có trí khôn thì cái con trâu này nó, ấy xin lỗi, cái con hổ này mới tò mò trí khôn là gì nhỉ. Đó mấy bèn chạy lại hỏi bác nông dân, bác ơi bác cho tôi biết cái trí khôn là gì vậy bác. Tức là những cái người họ họ tìm tòi cái trí khôn, cũng giống như tất cả muôn vạn chúng sanh họ tìm cái chân lý đó và cái sự từ bi đó. Từ bi và chân lý nó ở đâu? Phải gặp ngài Thích Minh Tuệ mới biết cái chân lý nó đâu. Thì ở đây con hổ nó mới bảo bác nông dân nói, à trí khôn mà, à quên nữa, tôi bỏ quên trí khôn tôi ở nhà rồi, nếu mà tôi muốn lấy cái trí khôn tôi cho bác xem á thì bác phải ngồi đây, bác phải cho tôi cột bác vào cái cây này, đúng không, chứ tôi đi lỡ rồi bác ăn mất cái con trâu của tôi rồi sao. Đó cái anh hổ này mà ảnh là hổ báo cáo chồn mà, bắt đầu ảnh cũng đang giống như đang hiếu kỳ mà đang coi cái trí khôn của thằng này là cái gì, cái cuối cùng cái trí khôn nó là cái gì. Ông ta chất hết rơm ở chung quanh, ông ta đốt, hổ dùng vậy mới chạy ra khỏi ba chân bốn cẳng, mới chạy khẳng về rừng đó, thấy không, đó là cái trí khôn. Cho nên hiện tại chúng sanh bây giờ nó cũng như vậy, muôn vạn ba tánh bây giờ cũng vậy, là tìm đến thầy để cho biết cái chân lý và cái trí tuệ, đúng không? Cọp nó vẫn là vậy, đúng không? Vì con người có hình thể hung ác bạo tàn cỡ nào đi chăng nữa, nhưng họ cũng nằm trong cái sự vô minh. Tại vì vô minh là gì? Vô minh là người không hiểu được cái chân lý, họ mới tìm hiểu cái chân lý đó, họ tìm hiểu cái trí tuệ, nhưng mà họ không hiểu cái trí tuệ nó nằm ở chỗ nào. Đó cũng giống như con hổ vậy đó, dù cho mình có quyền lực, có tướng cớp, có hổ báo cỡ nào đi chăng nữa thì mình cũng cần có sự từ bi và trí tuệ. Đó cũng giống như tìm ngài Thích Minh Tuệ vậy thôi, vì thầy là ánh sáng soi, cho nên tất cả bà con cô bác chúng sanh, nhưng qua cái thời này, qua cái đợt này thì tất cả con người ai cũng ngộ hết. Ngộ là có trí tuệ rồi, hiểu rồi, đúng không, đã hiểu trí tuệ nó là gì rồi, hiểu chân lý nó là gì, thì người ta sẽ không có càm ràm để gặp tất cả các bậc thánh tăng nữa. Gọi là cái này là thánh tăng nè, minh sư và thánh tăng đó, minh sư cùng với thánh tăng cùng đi trong tất cả những chuyến bộ hành, vì thấy ánh sáng soi khắp muôn nơi. Đúng rồi, cho nên bà con cô bác, thật sự tôi rất trách, tại vì họ không hiểu. Thật sự từ hồi trước tới giờ họ chỉ nghĩ là một cái ông sư, ông ngồi trong chùa, ông giảng đạo thôi, ông giảng pháp thôi, chứ ông đâu có ngồi mà cái kiểu mà đi ngoài đường khất thực vậy đâu, đâu có. Mà đâu có sự mà từ xưa giờ, quý vị có thấy không, bà con cô bác của mình ở trong đất nước Việt Nam của mình còn hạn chế vấn đề, không hiểu vấn đề mà đi đảnh lễ phải dâng thực cho thầy. Và họ đến vô tình, họ đến họ khất thực nhà mình. Tại vì trước giờ toàn là mình thấy những ông sư giả, ông tới ông khất thực không mà. Đâu có thấy tới ông minh sư, ông tới ông khất thực đâu. Đâu có thấy tới ông Phật, ông khất thực đâu. Thì bây giờ tự nhiên cái sự cuồn cuộn của tất cả chúng sanh lên, họ chưa có định tâm và họ chưa có bình tâm lại kịp, cho nên họ nghĩ là ăn của con đi Phật, ăn của con đi để cho con có phúc, cho nên tất cả mọi người không hiểu cái đó. Thầy qua cái vụ việc xảy ra thì họ mới hiểu được. Từ ngày miền Nam Việt Nam giải phóng thì dân như rắn mất đầu, đúng rồi, cho nên đó là con rắn mất đầu không có cái đường đi, cho nên cái đuôi rắn nó dẫn đầu cái đầu rắn, thì làm sao cái đuôi rắn nó có mặt để nó nhìn đường để nó đi. Thì hiện tại giờ tất cả các bọn giáo chủ là gì? Là đuôi rắn. Còn ai chánh pháp là đầu rắn. Bây giờ cái đầu rắn của họ là ai? Bây giờ hiện tại chúng ta thấy được cái đầu rắn rồi, muốn đi theo cái đầu rắn để đầu rắn dẫn đường mình mới thấy đường đi. Chị ơi, giờ lúc tăng ma sợ nên bây giờ họ gào thét lên, tất cả các ti, các ni, các tăng la lên, cái thằng Minh Tuệ đó là cái gì? Tại vì muốn cung kính, tại sao cái thằng đó như vậy cung kính, là tại sao tẩy chay tất cả các ngôi chùa? Tôi xin thưa với toàn bộ
tăng ni, tăng đoàn giáo hội Phật giáo. Nếu giáo hội Phật giáo của các ông làm những chuyện đúng, những chuyện thiện thì sẽ không có ngày hôm nay. Đừng có đổ thừa cho muôn vạn chúng sanh, vì muôn vạn chúng sanh là người các ông phải thọ ơn, hiểu không? Chứ không phải là các ông không thọ ơn mà các ông đi vô đây mà các ông lại kiếm chuyện với người ta, vậy là cái điều hoàn toàn nó sai, nó không đúng với sự thật đó. Tự nhiên người ta không đến, người ta cúng cho các ông, cái là các ông nói là người ta tại cái bọn này ngu muội u mê. Vậy chứ từ trước giờ có ai u mê các ông chưa, đúng không? Mê tín là ngộ pháp, lúc mà khi người ta hiểu được là người ta sẽ ngộ pháp, đúng không? Cho nên ngài Minh Tuệ là gì, và tất cả những minh sư, những minh sư mà đi theo ngài gọi là gì, những người tại sao người ta đi bộ hành, gọi là người ta bộ hành là nhiếp tâm, nhiếp tâm để cảm thọ, cảm thọ để hưởng được cái điều đó. Giống như mình đi trong cái lòng bàn chân của mình nó rất là đau, đau đớn lắm quý vị, đâu phải ai đi được đâu. Trời ơi, đi là phải nhiếp tâm, tức là cái tâm của mình cung kính để nhiếp tâm, để cảm cái thọ đó. Tức là bất cứ muôn vạn chúng sanh nào họ thấy được hình ảnh đó rất là đau, họ cảm thọ, tức là họ cảm được cái đau, họ cảm được cái đau đớn đó, để họ cảm thấy rằng họ nhiếp cái tâm, cái từ bi của mình phải có, phải cảm được cái thọ để được. Giống như bây giờ, thí dụ như mình cứ nghĩ trong đầu mình đi đau, thôi kệ, mình cố gắng mình đi, đi đau không có chết đâu, không có chết đâu mà sợ, đi đi, kệ đi, đi cuối cùng rồi từ từ nó còn. Thì cho nên người ta đi để nhiếp tâm, để cảm thọ. Giống như ví dụ mà ngồi thiền cũng vậy nữa, mình cũng nhiếp tâm để cảm thọ. Cho nên cái bất cứ một cái chuyện gì mà xảy ra với cuộc đời mình, những người họ đi bộ hành đó, họ đâu sợ nắng, họ đâu sợ mưa, họ đâu sợ gió, họ đâu sợ lạnh, họ đâu có sợ bất cứ cái điều gì, cái trời mà nó nóng cỡ nào quý vị. Nếu nhiếp tâm được, cảm thọ được là con người nó không còn đau đớn nữa, đúng không? Nó không biết khổ nên nó cứ đi. Con bò nó không biết khổ là nó đi là sao? Để họ đi, để họ cảm nhận cái sự đau khổ, cái sự đau đớn của muôn vạn chúng sanh, hiểu không? Mọi điều có nhân quả. Bây giờ các anh là ai? Là nhân quả đã xảy tới cuộc đời của anh. Quý vị biết không? Quay lại cái câu chuyện của ngài Thích Minh Tuệ, tức là ngài đã được chuẩn bị sắp tới trong những chuyến bộ hành sắp tới, nhưng không biết là ngày nào. Nhưng qua cái mùa an cư kiết hạ này, chắc chắn ngài sẽ có một cái chuyến bộ hành cùng lại với tất cả môn đệ đồ đệ. Nhưng nó có cái như thế này nè, tại sao tất cả các đồ đệ đi tới gặp thầy mà đi? Tại vì càng gặp thì không thể nào mà ngăn chặn được cái dòng của công chúng, không ngăn được quý vị. Chỉ có lũ ốc chó nó sẽ chấp mới không hiểu. Rồi bắt đầu quý vị biết không, đi trở lại, nhưng mà bây giờ họ về nhà, họ luyện tập, họ làm được giấy tờ gì này kia kia nọ vậy đó, để chuẩn bị người nào mà được thầy tuyển chọn thì được đi trong chuyến bộ hành. Nhưng không phải là đi bằng máy bay qua Ấn Độ, nhưng đi bằng hai đôi chân của thầy, đi từ đó qua sang Campuchia, rồi sang từ các nước vậy đó. Tại vì mình tất cả trong cái chuyến bộ hành là Đức Phật là cũng đi bộ, hiểu không? Còn tất cả bà con cô bác thấy đi, qua xe với Hồng Loan 180 độ, không thể tin chỉ là ả vua mà thôi. Là sao vậy ba? Ở đây liên quan gì tới Hồng Loan? Câu chuyện Hồng Loan tôi ngưng từ lâu rồi nha. Ai làm con người đau khổ thì càng tổn phước, đau khổ thì tổn phước. Tại vì nếu mà anh chấp nhận, anh là cái người chấp nhận mà để đi tu thì bắt đầu anh phải cảm thọ nhiều hơn người khác. Cái người họ chưa có tu được, họ chưa có tới duyên thì họ đi họ thấy nó không có đau, tại vì anh chưa có cảm thọ.